trở lại chương trình của bản tin ngắn. Có vẻ như Tổng thống Trump đã chính thức vẫn tiếp tục tấn công ông Jack Smith, và cái sự kiện ông ta vẫn tiếp tục harassment trong cái câu chuyện liên quan đến cuộc bầu cử cho 2024. Ông Trump nhắm vào Jack Smith cuồng điên, trong khi mà đưa ra cái ngày xét xử là ngày đầu của tiểu bang Iowa. Tổng thống Trump đã không lãng phí cái thời gian hôm nay để đáp lại cái đề nghị của luật sư đặc biệt Jack Smith ra hầu tòa vào ngày 2 tháng 1 của 2024, vì các cáo buộc liên quan đến cái bạo động của ngày 6 tháng 1 ở Washington. Ông Smith đã đề xuất trong một cái hồ sơ tòa án sớm hơn cái ngày phiên tòa xét xử mà ông Trump bắt đầu vào tuần đầu tiên của năm mới. Đây là một vụ đầu tiên trong cái chuỗi xét xử chống lại ông Trump, tờ báo Breitbart News đưa tin. Nếu ngày này được cho phép, nó rơi vào ngày họp kín của đảng Cộng hòa đã khởi động cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Trump, người đã không nhận tội đối với tất cả những cáo buộc và tuyên bố là nạn nhân bị ngược đãi vì cuộc săn tìm phù thủy, gọi ông Jack Smith là kẻ mất trí trong việc đả kích ông ta trên trang mạng của The Truth Social. Ông ta đã lên mạng xã hội, xin lỗi, ông Trump đã lên mạng xã hội và yêu cầu được đưa ra ông Jack Smith là một loạn trí vừa yêu cầu của tòa án xét xử cái bản cáo trạng Biden. Nếu mà thật sự như vậy đó, bản cáo trạng của Biden ngày 2 tháng 1 trước cuộc họp kín quan trọng của tiểu bang Iowa, Tổng thống Trump sử dụng cái từ Biden để mỉa mai. Chỉ một kẻ mất trí mới thật sự cho một ngày như vậy, một ngày sau một ngày của năm mới và sự can thiệp bầu cử tối đa tại tiểu bang Iowa. Ông Trump nói thêm, một cái phiên tòa như vậy sẽ không bao giờ diễn ra cho các quyền trong chính đáng thứ nhất và sự tham nhũng của ông Biden. Chỉ nên xảy ra nếu có sau bầu cử, ông nói. Điều tương tự như bản cáo trạng giả mạo khác của Biden, đó là sự can thiệp của 2024. Tờ báo Breitbart News đã lưu ý rằng ông Trump đã phải đối mặt với 4 cái cáo buộc liên quan đến thách thức của ông đối với kết quả bầu cử của 2020, dẫn đến cái bạo loạn tại điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Trong một trong 4 cái báo cáo có thể dẫn đến án tử hình của ông Trump. Như vậy trên thực tế, cái ngày mà nó chọn cho ông Trump cái tiểu bang cho Iowa trên thực tế là cái ngày mà ông Trump chuẩn bị ra tòa. Thì đây là cái cách mà thật sự chúng ta thấy sự can thiệp tối cao của 2024. Và ông Trump vẫn tiếp tục chửi thẳng vào kẻ mất trí Jack Smith. Chào tạm biệt.